Trong thần thoại Hy Lạp, Chimera là một con quái vật có ba phần, đầu dê, thân sư tử và đuôi rắn. Chimera trong học thuật có nghĩa là một sinh vật có từ hai bộ DNA từ hai loại trở lên. Vậy tại sao là DNA mà không phải nhiễm sắc thể hay gen? Đối với nhiễm sắc thể, bộ nhiễm sắc thể của mọi sinh vật sinh sản hữu tính đều được kết hợp từ hai bộ nhiễm sắc thể của bố và mẹ. Vì vậy sự kết hợp từ hai bộ nhiễm sắc thể không phù hợp với thuật ngữ Chimera. Đối với gen, gen là một đoạn DNA chứa các thông tin mã hóa các protein từ đó biểu hiện thành kiểu hình. Dự án Genome hay Bản đồ gen người, dự án do James Dewey Watson đứng đầu, bắt đầu vào năm 1990 đến năm 2003, đã hoàn thiện được 92% bộ gen người. Như vậy việc kết hợp giữa hai bộ gen có thể coi là Chimera hay không? Sự kết hợp giữa các gen chính là sự biểu hiện kiểu hình trong sinh sản nên không được coi là Chimera. Ví dụ, người con mang gen trội tóc xoăn của mẹ kết hợp gen lặn tóc thẳng của bố, biểu hiện thành kiểu hình tóc xoăn. Đối với DNA, DNA là một phân tử gồm hai chuỗi xoắn kép được sắp xếp theo một trật tự nhất định, tạo thành gen. Vậy nếu có sự kết hợp giữa hai bộ DNA sẽ thay đổi trật tự tạo ra một gen mới từ đó tổng hợp protein mới và biểu hiện một kiểu hình mới. Ví dụ, một con ngựa cái và một con lừa đực khi cho sinh sản sẽ tạo ra con la. Vậy COVID-19 có phải Chimera không? Loại virus này có trình tự ba giờ độc nhất khác với các loại khác và đủ khác biệt về mặt di truyền với SARS-CoV-1, độ giống nhau về mặt di truyền khoảng 79% và MERS-CoV, 50%. Người ta tìm thấy sự tương đồng đáng chú ý 93,1% với trình tự của virus được phân lập từ dơi từ tỉnh Vân Nam. Nhiều bằng chứng khoa học khác nhau chỉ ra rằng rất khó có khả năng COVID-19 được tạo ra trong phòng thí nghiệm, dù cố ý hay vô tình. Loại virus có tính tương đồng di truyền lớn nhất là virus RAT13 ở dơi. Loại virus này có bộ gen khác với COVID-19 đến 1.200 cặp bazơ niter. Không có công nghệ phòng thí nghiệm nào có thể xử lý đồng thời 1.200 cặp bazơ niter biến đổi. Sự hiện diện của các vị trí cố định đường duy nhất trong bộ gen của COVID-19 là một bằng chứng khác cho thấy virus này có nguồn gốc tự nhiên. Đường tạo ra một lá chắn chất nhầy bảo vệ virus khỏi sự tấn công của hệ thống miễn dịch. Vì các đĩa nuôi cấy mô trong phòng thí nghiệm không có hệ thống miễn dịch nên khả năng thích ứng như vậy khó có thể xuất hiện ở virus được nuôi trong phòng thí nghiệm. Độ tương thích của miền liên kết thụ thể COVID-19 yếu hơn so với SARS-CoV-1, do đó virus này tồn tại điểm thua kém so với SARS-CoV-1, cho thấy virus này không được tạo một cách chủ ý. Bên cạnh đó, cũng có những luận điểm cho rằng COVID-19 là Chimera khi virus này không có nguồn gốc rõ ràng, ban đầu, không có nguồn gốc cụ thể nào được xác định cho COVID-19, và việc nghiên cứu về nguồn gốc của virus này đã trở nên phức tạp và mâu thuẫn. Nguy cơ từ phòng thí nghiệm tại thành phố Vũ Hán, việc nghiên cứu virus trong môi trường phòng thí nghiệm có thể dẫn đến việc kết hợp gen không cố ý. Đồng thời, COVID-19 đã đem lại một lợi nhuận khổng lồ cho các công ty dược phẩm, vật tư y tế. Các luận điểm trên càng làm cho người ta tin rằng COVID-19 là một Chimera. Tóm lại, mặc dù có nhiều giả thuyết về nguồn gốc của COVID-19, nhưng hầu hết các chuyên gia tin rằng virus này là tự nhiên và xuất phát từ động vật hoang dã.